chào quý vị và các bạn. Hãy cùng Kimberly đi cắt rau muống nha. Hôm nay Kimberly cắt rau muống vô để vào nấu bún mắm. Ok. Bây giờ mình ra bên kia. Hoa cỏ nó lên quá trời. Đây nè. Ôi trời ơi. Đang làm lại cái hồ sen. Giờ Kimberly sẽ cắt rau muống ha, vô để bào với cắt rau này nè, tôi thơm nè, cái này ăn với bún mắm rất là ngon ha. Loại rau này chút xíu Kimberly sẽ cắt luôn nha. Đây, Kimberly lựa mấy cái cọng lớn mình cắt để bào ha. Gà trời nắng quá, gà muống nó cũng thấy như muống già luôn á. Kimberly cắt này là cắt đợt lần 2 rồi nè. Chứ Kimberly cắt một lần rồi đó. Một đợt rồi. Hôm nay Kimberly sẽ nấu bún mắm. Mình cắt ha, mình nhớ chừa cái nắp nó để cho nó nhảy cái khác nữa nha các bạn. Bước vô đây. Này là rau muống lá chuốt nè. Đây các bạn thấy Kimberly cắt nhiêu đây là cũng đủ nấu bún mắm rồi nè. Làm rau Kimberly có mua bắp chuối nữa với giá rồi nữa ha. Nhiêu đây là đủ rồi nè. Nhìn ngon quá không? Cho muống lá chút ha. Kimberly lựa mấy cọng lớn mình cắt. Ví dụ như các bạn cắt ngay đây thì cái nắp này sau này nó sẽ nhảy cái đọt khác á. Kimberly cắt nhiều đây là đủ ăn rồi. Bây giờ Kimberly cắt rau nè. Rau thơm nè. Rất là nhiều rau thơm luôn. Wow. Nhìn thấy hàm quá. Kimberly ăn bún mắm. Thích ăn với rau này nhỉ. Không ăn rau nào khác hết, chỉ rau này thôi. Đây nè. Thơm quá. Phải nói mình trồng rau ở sau vườn á, thấy ham lắm các bạn. Mỗi lần muốn ăn cái ra cắt rau ăn. Rất là tươi luôn. Rau này hồi xưa Kim trồng không được, sau này trồng được, trời nó lên quá chừng luôn, ăn đâu có hết đâu. Vậy chứ tới chừng không có đi mua mắc á. Bỏ có chút xíu ăn đồng mấy á. Đây nè các bạn nhìn nè. Tốt gì mà tốt dữ vậy nè. Đó. Rồi bao nhiêu hái nhiều đó là dư ăn rồi. Ui chua trời. Các bạn nhìn cho thơm nè. Mà như vậy nè.
rau muống, rau thơm, rau muống đó. Thì các bạn sau khi cắt xong á, các bạn cho nó thêm một ít đất ha, với ít phần bọ, các bạn gãi đi rồi tưới nước đều đều á là nó lên nhanh lắm luôn á, mà đẹp nữa, xanh mướt luôn á các bạn. Đây Kim Ly hái cà luôn nè, cà chín rồi, cà ha. Đây nè, Kim Ly hái cái màu nó như vậy, tới chừng nó chín đều á là nó đỏ lên vậy ha. Kim Ly hái ớt luôn nha, vô mình băm ớt xong rồi mình để với giấm á các bạn. Mình đổ giấm vô ăn rất là ngon ha, khi mình ăn bún. Đó, Kim Ly cắt một mớ ớt vô ha. Ớt chín rồi đó. Qua bên này. Qua bên này thêm có thêm cái ớt ở đây nữa nè. Các bạn thấy không? Đây nha. Trời sắp sập tối là có muỗi nè. Thêm trồng nhiều quá nó có muỗi luôn. Chỗ nào khuất là hay có muỗi. Nè. Mấy con gài nóng quá trời luôn. Mình cắt ớt xanh nữa. Đây nè các bạn, ớt xanh thơm lắm. Trong kia thêm có một cây nữa kìa. Đây nè, có ớt nữa nè, thêm cắt luôn. Chín à. Đây nè các bạn. Đây các bạn nhìn Kim hái nè, thấy chưa, rau muống, rau thơm, ớt nè, đậu bắp nè, đậu đũa nè, cà có đầy đủ luôn đó. Kim Ly chào quý vị và các bạn nha, hẹn gặp lại quý vị và các bạn video kế tiếp. Thank you for watching, bye bye.